nếu có một ngày, khi sáu giới tiên, ma, yêu, thú, quỷ, nhân thật sự tồn tại ở cùng một thế giới, chúng đang xen va chạm, thậm chí cộng sinh. Thế giới này sẽ là một nơi vừa thần bí lại tràn ngập điều chưa biết, mỗi giới đều có quy luật, văn hóa và sức mạnh độc đáo của riêng mình. Tiên giới phiêu dật, ma giới hấp dẫn, yêu giới quỷ dị, thú giới giả tính, quỷ giới u ám, cùng với nhân giới phân phồn phức tạp, đều khiến cho thế giới này trở nên muôn màu muôn vẻ nhưng cũng tràn ngập xung đột cùng nguy hiểm tiềm tàng thách thức của con người là con người chúng ta phải đối mặt với những thách thức to lớn trong thế giới cùng tồn tại đa dạng này làm thế nào chúng ta có thể cùng tồn tại với các giới khác với các quy tắc và nền văn hóa khác nhau làm thế nào để tìm ra sự cân bằng trong việc giao tiếp với họ tránh xung đột và thúc đẩy sự hòa hợp điều này đòi hỏi chúng ta phải có một tâm trí cởi mở tinh thần tôn trọng người khác và khả năng giao tiếp và phối hợp tuyệt vời. Con đường cùng tồn tại Cùng tồn tại không phải là cùng tồn tại đơn giản, mà là sự hiểu biết và hội nhập thực sự. Nhân loại cần học tập ưu điểm của giới khác, đồng thời cũng phải giữ vững giá trị quan và giới hạn đạo đức của mình. Chúng ta cần tìm ra điểm chung, xây dựng lòng tin lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với những thách thức của thế giới này. Lựa chọn của Súc Tô nếu như thế gian này thật sự chỉ có ngươi có thể tùy ý xuyên qua luật giới bên trong, lựa chọn của ngươi đem cực kỳ trọng yếu. Bạn chọn sử dụng sức mạnh này để thống trị thế giới, hoặc bạn chọn trở thành một sứ giả hòa bình và thúc đẩy sự chung sống hài hòa trong sáu cõi. Chương 1 Lối vào không rõ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Thật không có nói dối bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Kỳ quặc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Không hồn không phách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Nữ tử thần bí bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mạnh bà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Cự thú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Cái gì cũng không có Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9. Có danh tiếng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cản chúng ta đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.